Theo quy chế được ký kết, Ban Nội chính tỉnh ủy cung cấp các văn bản, tài liệu để phục vụ cho công tác tuyên truyền phổ biến những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của tỉnh ủy về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, về tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng. Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng chống tham nhũng tiêu cực cho cán bộ, đảng viên ngân hàng. Về phía Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Lào Cai sẽ phối hợp kiểm tra giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng. Hai bên thống nhất trao đổi thông tin về các thủ đoạn tham nhũng và kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực trong lĩnh vực ngân hàng được phát hiện thông qua việc theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc. Trao đổi thông tin hoặc chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh về các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngân hàng.